quốc vương Morocco tha tội cho một tên ấu dâm Tây Ban Nha. Tin Rabat, quốc vương Morocco quyết định trả tự do cho một tên ấu dâm Tây Ban Nha đã tạo nên những cuộc biểu tình phản đối. Tên Daniel Gavin Vina đã tuyên án 30 năm tù vì đã hiếp dâm và quay phim 11 trẻ em từ 4 đến 15 tuổi. Bộ trưởng tư pháp Mustafa Ramiz cho biết, Gavin đã rời khỏi Morocco và sẽ không bao giờ có thể quay lại. Dân chúng tức giận đã xuống đường đòi đem Gavin trở về Morocco và đưa đương sự vào nhà tù. Gavin, 48 tuổi, đã được quốc vương Mohammed Đại Lục tha tội theo lời yêu cầu của quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos đã viếng thăm Morocco trong tháng trước.